Lúc sáng thì giảng cái cặp vợ chồng thoái hóa khớp xương cột sống và ăn theo phương pháp dưỡng sinh thì khôi phục được. Xin thầy giảng giải cách ăn để chữa cái bệnh thoái hóa. À, cái này cũng là cái bài chung nè. Bệnh xương khớp thì là bệnh âm hay bệnh dương? Nếu bây giờ mình học dưỡng sinh trả bài lần lần, bệnh xương là tất cả những cái gì cứng và sâu bên trong là dương, theo cái âm dương của dưỡng sinh. Thì vậy là người bị nhiễm âm lâu ngày quá thì mới đau. Và đa phần giờ mấy người có liên quan cuộc sống suy nghĩ kỹ lại coi nha, mình có thích ăn trái cây không? Kết quả nhiều năm luyện trái cây nó mới ra cái bệnh thoái hóa đốt sống, rồi thoái hóa khớp, dôi quá cuộc sống, sạn thận, sạn mật, là kết quả thành công của nhiều năm luyện công kết thành khói. Nhiều năm luyện trái cây. Đó là một phần, mà chính xác là tất cả những người ăn trái cây nhiều đều bị bệnh xương khớp. À, những người thường hay sử dụng nhiều vitamin C. C thì bây giờ ở châu Âu thì họ đã bắt đầu nghiêm cấm một bác sĩ bình thường không được quyền ký cho bệnh nhân uống C. Nếu một người bệnh nhân phải uống C là ít lắm phải 4 cho tới 6 chữ ký của bác sĩ. Thì họ cũng đã biết C là nguy hiểm rồi. Tới giờ này họ mới nói là cũng hơi chậm hơn tiên sinh nói từ năm 6 mấy nè. Như vậy là đã âm thì mình sẽ dương, nguyên lý là như vậy thôi, mình cân bằng. Mình dốt cứ tính âm thì mình dương lên là xong. Dương lên giống như mình nói hồi sáng. Thì như vậy là ăn khô uống ít. Nhưng mà quý vị sẽ bị đau lại nặng hơn ở cái đoạn 2 tuần. Thậm chí đau nằm liệt giường. Vì trước đó là chúng ta đã từng uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau là cái gì? Thuốc giảm đau là nó có tác dụng làm cái gì? Là mình không nghe đau ở chỗ đó. Nhưng mà không nghe đau có nghĩa là hết đau hay là giảm đau không? Không phải, nó làm tê liệt thần kinh cảm giác. Nó là một loại thuốc độc. Phần đông những cái thuốc giảm đau đều là nọc độc của các loại con độc như là rắn độc, những cái thú độc. Một cái lượng vừa phải, không có đủ chết mình, đủ tê liệt ở chỗ đó thôi. Thật ra là khi mà chúng ta ăn thì chúng ta đào thải những cái độc tố đó ra khỏi cái hệ thống thần kinh của mình rồi, thì cơn đau ngày xưa tới giờ nó lại hiện ra. Đó là đau thiệt á, lúc đó mới là đau thiệt. Đau đúng với cái độ mà mình đang có của cơ thể của mình. Thật ra mình đau dữ dội hơn mấy ngày. Rồi mấy người mà trị đó có hỏi thầy vậy, tôi vậy tôi có uống thuốc giảm đau không? Tôi nói uống thuốc giảm đau thì không hay đâu. Cái hỏi vậy, còn thuốc gì hay hơn thầy? Tôi nói uống thuốc trừ sâu hay hơn. Tại vì mình, cơ thể mình đang thải độc, thải hết cái độc tố ra, nó đau trở lại. Bây giờ uống để nó mất cảm giác, có nghĩa là đem độc tố trở lại trị bệnh. Chứ tôi uống thuốc trừ sâu chết cho mau hơn. Đó là có cái là chúng ta phải ăn dương quá thêm. Có nghĩa là cái lúc mà chúng ta đau nhiều á, thì chúng ta ăn cơm lướt rang, nhai cơm lướt rang với mè rang. Mè rang một lượng vừa phải thôi, chứ mè nhiều quá thì nó cũng sẽ bị đau lại. Tức là cái lượng béo nhiều nó sẽ bị đau nhất, nó không có thông được. Cho nên là vừa ăn cơm lứt số 7, uống nước thật là ít, vừa ăn cơm lứt rang, vừa xông chân để nó rút bớt độc ra, và cần thiết thì sẽ uống thêm cái bài thuốc về xương khớp của chúng tôi nữa. Bệnh thoái hóa khớp trị không có khó. À, có một người hỏi công dụng của tỏi đen và thấy bán thị trường thì tỏi nào là tỏi tốt. Ở đây có ai có cái nồi làm tỏi đen đưa tay lên tôi chúc mừng. Một người, hai người, ba người, bốn người. Chúc mừng là gần đi nghĩa địa. Quý vị mà hiểu cái tỏi đen rồi là quý vị không có dám ăn ở ngoài nữa đâu. Tôi là cái người tiếp xúc trên 100 cái cơ sở làm tỏi đen. Và khi tôi được cái viện quân y cho độc quyền phân phối thì tôi là bay ra tới ngoài liền. Tôi làm việc với họ. Câu hỏi đầu tiên là anh làm mấy ngày?
Nó nói thầy muốn hỏi chị, tôi nói không, tôi không có bán đồ của anh. Anh làm mấy ngày trả lời đi. Nói thưa thầy, theo thầy thì làm bao nhiêu nó đúng? Tôi nói tôi hỏi anh trước à. Anh trả lời đúng được cái là tôi sẽ ký hợp đồng, xong tôi đứng dậy tôi đi về liền, chứ không có lằng nhằng với anh nữa, không mất thời gian. Thầy nói trên 40 ngày được không? Thầy nói được. Trên 40 ngày thì tôi gật đầu với anh. Lý do? Bắt đầu tỏi được để vô trong cái nồi hầm, nồi hấp, để vô tủ sấy. 7 ngày thì độc tố bắt đầu phát tác. Tất cả những cái độc, nếu mà chúng ta có một cái bảng điện tử thì chúng ta thấy là tất cả những độc tố nó hiện cái bảng chữ đỏ, hàng trăm cái hàng chữ đỏ từ 0 bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 cho tới 100 là 21 ngày. Là nó đạt tới cái đỉnh của độc tố là 21 ngày là 100, 100, 100, 100. Từ 21 ngày bắt đầu từ 100 giảm xuống còn 99, 98, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 0 là ngày thứ 35 mà. Có ai làm tới 35 ngày chưa? Có chưa? Hả? À, đó, bây giờ tôi mới chúc mừng gần tới quan tài vậy này vậy đó. Đa phần là tất cả những người làm tuổi đen là khoảng 21, 22 ngày là dữ lắm rồi. Và khoảng đó là khoảng độc nhất của tuổi. Và từ 21 ngày nó mới giảm độc từ từ cho tới 35 ngày, quá trình chuyển biến sinh học tốt xảy ra. Đó, từ 35 ngày cho tới 42 ngày cũng là một tuần thôi. Thì tất cả những cái chỉ số mà tốt nó hiện ra trên bảng màn hình, chỉ số xanh từ 1 bắt đầu nó hiện tới 100%, 1 nó hiện tới 100%, tới 100%, đầy hết các bảng tất cả những khoáng tố tốt hiện ra, sinh tố tốt hiện ra. Thì ngày thứ 42 là đủ 100% cái tốt nhất của tuổi sau khi ủ ở trong máy. Sau đó họ tắt máy, họ giữ cái nhiệt đó đó cho tới 7 ngày nữa mới được mở cái tủ ra, là tổng cộng là 49 ngày là điểm cuối cùng của một tỏi đen. Nên nhớ là tỏi đó mới là tỏi tốt. Chúc xuống dưới cửa hàng Nguyên Nguyên mua ăn thử. Có nghĩa là tôi cho quý vị cầm tỏi này đi thử hết tất cả cơ sở tỏi của Việt Nam để thấy rằng tỏi đen của mình đạt tới 49 ngày và nó thử tôi. Tôi nói là tôi thì không có máy thử, tôi cũng không biết đo gì, nhưng mà anh mà đưa sai một cái là anh sẽ trở về là anh tự trả tiền, chứ tôi không có tiểu tiền phí. Và anh thử, anh cứ đưa đợt này thì tới, đợt kia thì không tới, đợt không tới tôi trả về, tôi ký giấy là mới có mấy chục ngày, mới có mấy chục ngày, chưa đủ ngày, mấy chục ngày, nó riết rồi, giờ nó hết dám, tại nó hao phí quá, nó thử tôi riết rồi. Cái nó nói thôi, giờ tôi làm đàng hoàng, tôi gửi cho thầy luôn. Tôi trả một lần 1-2 tấn tỏi về cho nó thì nó chấp nhận, nó chịu phí thôi. Vì vậy là cái sản phẩm mà đưa tới Quy Nguyên là tôi phải ăn trước, tôi phải làm chục bạch trước mà tôi ăn tôi cảm giác ngon tôi mới đưa đi bán, không tôi trả về. Và đó là cái nguyên tắc bán ở Quy Nguyên là như vậy. Cho nên tỏi đen tóm lại là phải làm ít lắm là 42 ngày mới nói tới cái chuyện là bổ dưỡng, mới nói tới tác dụng trị bệnh ung thư, ngăn ngừa bệnh ung thư, trị bệnh tim mạch, trị bệnh trĩ, vân vân. Ở phía sau nó trị táo bón rất là tuyệt vời, tỏi đen. Và tôi nói tới trị bệnh trĩ cũng có liên quan tới táo bón nữa đó. Nếu mà ai bị táo bón mà ăn tỏi đen buổi sáng, cái củ tỏi cô đơn tôi đang bán, không bán tỏi tép nữa, bán tỏi cô đơn thôi, thì quý vị có thể ăn 6 củ đó sáng sớm lúc bụng đói đó. Và sau đó chúng ta sẽ ăn cháo dinh dưỡng xay muối mè thật nhiều, bỏ một chén cháo vậy 4 muỗng canh muối mè luôn. Muối mè mình trộn sẵn rồi đó, xay nhuyễn. Thì nó sẽ đi cầu ngọt ngào. Tức là chúng ta đang giữ chế độ số 7, không ăn rộng, những cái món ăn rộng để đi phân dễ thì chuyện bình thường. Nhưng mà tỏi đen là một trong những cái mà trị đường ruột rất là hay, ung thư ruột, kiết, những bệnh mà liên quan tới đường ruột, những bệnh mà liên quan tới trĩ, táo bón. Và nó ngăn ngừa ung thư, nó làm mà tránh cái, nó bẻ gãy được cái lây lan của di căn ung thư. Cho nên tỏi đen nó không phải là không tốt, nhưng mà người Việt mình bị trúng độc với tỏi rất là nhiều, rất là nhiều. Bà già cứ ăn tỏi lại cho tôi, tôi nói này nha, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng.
Nếu muốn cho tôi làm trên 42 ngày cho, còn trước 42 ngày đem về ăn không trả tiền xe. Trả tiền xe. Thế còn nhiều người ở Việt Nam chúng ta giờ thì nghe đồn đỏ đen tốt, súng nhau mua, đúng không? Mua về rồi mạnh ai nữa làm, mà bị ngộ độc thực phẩm rất là nhiều. Và trong trỏi, tại trong cái tỏi quý vị biết không, nó độc lắm, tỏi nó trồng, nó sử dụng phân hóa học rất là độc. Muốn giải phóng nó phải tới 35 ngày mới giải phóng hết cái độc của một đó là trong tỏi, hay là trong cái thuốc sử dụng á. Cái quá trình trồng tỏi á, cực độc, sử dụng phân hóa học thuốc từ sâu nhiều lắm. Thật ra không thể mà làm ít được. Bạch sư phụ, con gần đi du học ở Trung Quốc, vậy con đem nước tương tamarind ăn với cơm bên họ được không? Rồi trước lúc sư phụ đem nước tương đi thì có được để trong hành lý ký gửi hay là phải đóng hàng riêng? Ít thì 1-2 lít đó, chúng tôi quấn trong cái giấy bạc, bỏ trong cái vali gửi thì không sao, xách tay. Lúc trước xách tay thì ngại, nhưng bây giờ nếu mà xách tay có thương hiệu hình như nó cũng cho á, cái lực hàng không bây giờ cũng gửi dễ rồi. Nhưng mà thôi, an toàn nhất là cứ để cho hành lý mang đi gửi, chứ đừng có xách tay lên máy bay là được hết rồi. Chỉ có một cô Phật tử đi về Mỹ lấy lần về tới mấy trăm lít mà gửi nguyên một cái vali mấy trăm lít đó, vẫn về tới nhà bình thường không sao hết. Cái này dạy cách thiền ăn. Để một tiếng ra đường con vận dụng hiệu quả. Cái này như có nói trước rồi hả ta? Khi mình ăn thì mình nhai bình thường. Bình thường hết sức là bình thường. Bình thường đến cái độ là không có còn cái gì để suy nghĩ thêm nữa trong cái nhai. Thì mới gọi là bình thường, mà vừa nhai vừa suy nghĩ là bất thường. Đúng không? Đơn giản. Nhai mà suy nghĩ là bất thường, cho nên nhai rất là bình thường. Bình thường cho tới mà không còn có cái gì để nghĩ ngợi hơn ngoài cái biết nhai. Đơn giản vậy á. Thì mình nhai chỉ là nhai thôi, chứ còn không có cái gì thứ hai. Thì mỗi một lần mình cắn xuống là mình sẽ nghe cái miếng gạo nó ngọt hơn, nó thơm hơn, nó béo hơn, thích hơn. Cứ như vậy đó. Cảm giác xảy ra mỗi một cái lần cắn là chúng ta phải rõ biết nó. Cắn thêm một lần nữa, nhai thêm một lần nữa sẽ ngon thêm một lần nữa, thơm hơn lần nữa, vân vân. Tất cả những cái đó là chúng ta đều cảm nhận trong từng miếng ăn một, mà tâm chúng ta không có phóng chiếu đi đâu, không có vọng động quá khứ vị lai là được rồi. Mình không có tu gì ghê gớm, cứ bình thường vậy thôi à. Đã ăn số đặc biệt như sư phụ dạy rồi, nhưng mà không muối mè, ăn khô, nhai kỹ 40 tới 50 phút một miếng cơm. Ngày nhai 10 muỗng nhưng cơ thể không nóng lên như sư phụ dạy. Nếu đến 8-9 ngày thì có gần bứt rứt nhiều ngày, bứt rứt nhiều ngoài da và không hề tăng nhiệt như sư phụ dạy. Sau 10 ngày thì ăn sáng dây 2-3 ngày, vậy thì việc chữa bệnh có hiệu quả không? Có hiệu quả không? Không. Trả lời lẹ khỏi suy nghĩ là không. Cái chính vẫn là đưa nhiệt lên vượt quá 38 độ. Mà tại vì hồi sáng mình nói là cơ thể nó âm quá, cho nên trong cái 10 ngày công phu chưa đủ dương lực, thật ra nhiệt nó chưa tăng. Thì phải kiên nhẫn ăn cho nó tăng, chứ tự nhiên phóng rũ sắn dây là sao? Sắn dây là nó nóng ngay khi đó, nhưng mà là nó sẽ nhẹ xuống liền. Và nước nhiều rồi, uống sắn dây lần lần chén nước là nhiều rồi, mà nhiều thì nhiệt độ sao tăng được? Thì vậy là hiệu quả sẽ không có. Nhớ cái tờ giấy tôi đánh mới nhất ở đây, tôi đã cắt bỏ cái đoạn sắn dây rồi. Cái đó cũng xin lỗi, là chắc có lẽ là quý vị coi tờ trước. Trong đó tôi ghi là trường hợp kiệt nước, gấp rút uống sắn dây để khôi phục. Còn không phải kiệt nước thì tiếp tục cứ ăn như vậy. Tới ngày thứ 10 đó lên là ăn có nước tương. Thì nước tương nó dương, cho nên nó sẽ mau tạo nhiệt hơn. Còn trước 10 ngày thì gạo lứt không, cơm lứt không thì nó không có nhiệt lắm. Thật ra là sau 10 ngày chúng ta sẽ ăn với nước tương và cũng phải nhai kỹ để cho nhiệt cơ thể nó tăng lên thì mới giải quyết được bệnh, còn không là không giải quyết được. Với phương pháp ăn uống cân bằng sức khỏe cập nhật gần đây là không ăn sáng và sử dụng nước máy collagen, thì chế độ người có bầu có thay đổi gì so với bài giảng thai giáo 2008 không?
từng câu trả lời nha. Tức là bây giờ trong giai đoạn gần đây thì chúng tôi khuyên mọi người không ăn sáng. Và thật sự trong nguyên buổi sáng là cái buổi đào thải chứ không phải buổi hấp thu. Cho nên là buổi sáng không ăn nó sẽ hết bệnh rất là nhiều. Nhưng mà đối với những bà mẹ mang thai thì lo lắng, sợ hãi là mình sẽ thiếu chất. Cho nên hỏi có thay đổi chế độ gì không? Tôi cũng đang hướng dẫn cho một số bà mẹ mang thai vẫn không ăn sáng. Buổi trưa ăn cơm lứt mới mè, buổi chiều ăn bài cháo bổ dưỡng với tét ca. Chế độ đó gần như là ăn suốt cho tới ngày dứt sữa em bé. Chứ không phải là sanh con đâu nha, dứt sữa em bé luôn. Còn có nhiều người sợ hãi thì vẫn ăn sáng thêm cũng là bài cháo đó. Thì như vậy là sáng cái bài cháo bổ dưỡng. Nhưng mà chúng ta phải thử đi, thử giai đoạn đầu đi. Thử giai đoạn đầu không ăn sáng. Trong khoảng 3-4 tháng mà sức khỏe chúng ta tốt thì cứ giữ luôn không ăn sáng. Trừ trường hợp chúng ta cảm giác là hoặc là chúng ta đi kiểm tra mà sức khỏe không tốt thì nên ăn thêm buổi sáng cũng bài cháo nữa. Cái bài cháo bài 37 trang 63 loại bỏ bí với lại phổ tai ra. Ăn mấy loại hạt thôi để cho đứa nhỏ nó được thông minh hơn. Đó thì ăn sáng ăn chiều là cháo đó, bữa trưa ăn cơm lứt với mè. Nếu ai muốn con mình thông minh thì nên ăn như vậy. Còn cái nước máy khăn gen uống buổi sáng thì chúng ta nên pha năm nóng năm lạnh. Lạnh này là ai cũng nên uống chứ không phải bà bầu em bé gì đâu. Tất cả chúng ta ngủ sáng thức dậy nên tiết kiệm cái gì? Đối với chúng tôi là tiết kiệm cái của báo của mình. Là sau một đêm chúng ta ngủ dậy nó đóng kẹo kẹo hai bên mép. Nhưng chúng tôi vẫn không bao giờ đi súc miệng, cái gì nên nhớ điều này. Tôi bắt đầu pha nước âm dương, tôi bắt đầu ngậm và tôi súc miệng, tôi nuốt. Không bỏ miếng nào. Tiết kiệm vô cùng. Cái đó là nó bổ, chưa từng có cái gì bổ hơn. Đừng có nghĩ là nó dơ đi bỏ là rất là dở. Và ở trong cái gì đó, tôi nhớ là trong Thái Ất Chân Kinh là phải là tiết kiệm nước bọt là làm cho nhuận cái tạng của cơ thể, những cái nội tạng của cơ thể. Cho nên là người ta phung phí cái của quý bữa sáng. Mới sáng sớm vừa súc miệng rồi vừa khạc nhổ quá trời, tôi nghe thì ớn dễ sợ luôn. Tôi thì im ru ngủ thức dậy là lén lén đi ra pha nước âm dương uống. Súc súc miệng ngậm ngậm uống liền, không có bỏ miếng nào hết á. Quý vị đừng bao giờ bỏ cái nước đó trong buổi sáng là ra ngủ thức dậy lo đi súc miệng bằng kem bằng gì đó. Tôi chỉ súc miệng một lần duy nhất vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bao nhiêu chục năm rồi, đúng như lời dạy của tổ tiên mình là sáng đi tiêu chiều súc miệng. Và tôi không có dám cãi, cho nên là sáng đi tiêu chiều súc miệng là nghe lời các vị. Thật ra nước ăn ghen thì đối với tôi là ví dụ như một ly nước khoảng 300ml, tùy theo cơ tạng nha. Có những người mập cao to quá thì có thể uống lên tới 500, nhưng mà tôi thấy trung bình những người thường thường như mình là 300 là vừa trong buổi sáng rồi đó. 300ml được rồi, cứng cứng một xị nước đó. Thì lấy một ly đó, cái bắt đầu mình đổ rồi đúng phân nửa nấu xong cho nó sôi, xong rồi đổ ngược lại ly đó, năm nóng năm lạnh uống là phải ngậm cho kỹ, không được uống liền. Tức là ngậm một ly nước âm dương uống nhanh nhất là 5 phút trong buổi sáng, bình tĩnh dùm, hớp hớp ngậm một phút mới uống một lần, từ một phút trở lên chứ đừng ngậm dưới. Thì nó sẽ làm, thứ nhất là nó sẽ cân bằng cái điện giải cơ thể liền nha. Sau một đêm nó sẽ thông, tức là nước ấm thì nó sẽ làm thông huyết mạch lại, rồi nó sẽ bóc tách những cái mảng bám ở trong thành đường ruột bao tử, nó đào thải ra. Và nên là nước trắng sạch là tốt nhất. Buổi sáng một giọt mật cũng không được uống, một hột đường cũng không được đưa vào, một chút bổ của sâm cũng không được. Buổi sáng tuyệt đối là như vậy. Cho tới qua 11 giờ rồi muốn bổ, muốn gì đó thì từ 11 giờ là bổ. Đại tiệc xảy ra sau 11 giờ là tốt nhất. Cho nên buổi sáng là tuyệt đối chỉ là nước trắng. Rồi trong lúc đó mình làm việc có khác thì cũng tiếp tục uống nước trắng thôi. Đừng có ăn, đừng có uống cái gì có dinh dưỡng trước 11 giờ. Và
Tới tối thì 8 giờ trở lên là không có được bổ dưỡng cái gì nữa. 8 giờ là ngưng hết mọi cái bổ dưỡng đi, tại vì đã tới cái mùa đông của ngày rồi. 9 giờ là nó qua sâu tới giờ hợi, 7 tới 9 giờ là bắt đầu nó bước vô đông, tuất bắt đầu bước vô đông. Thì mùa đông là cái mùa nghỉ ngơi, nghỉ ngơi nội tạng cũng phải cho nó nghỉ, không cho nó bổ, bổ nó hoạt động nhiều. Cho nên lỡ mà có uống sắn dây đi nữa cũng phải uống trước 8 giờ. Và từ đó cho tới 11 giờ trưa hôm sau là nước trắng, không được quyền thêm cái gì. Nghe cái bài thai giáo xong rồi, nghe tiếp cái bài để hoàn thiện một đời người nếu muốn nuôi con tốt. Bài để hoàn thiện một đời người có hai bài. Và cái bài giảng kỹ nhất là cái bài giảng năm 2013. Thì mấy bà bầu chịu khó nghe giùm. Chồng con theo phương pháp dưỡng sinh 7 năm, con theo hơn 2 năm, có thai 1 tháng, tự nhiên ngay lần đầu tiên một phát ăn ngay. Thành ra chưa có giai đoạn ăn kỹ số 7 chuẩn bị, nhưng từ lúc theo sư phụ thì chúng con tự tin hiểu cơ thể mình phần nào và hoàn toàn không dùng bất kỳ loại thuốc tây hay thuốc bổ nào. Sư phụ dạy chúng con tiêm vaccine cho bà bầu và bé sơ sinh thì các chế độ của bệnh viện không? Ủa, tôi đâu có dạy tiêm vaccine đâu ta? Không có, xin lỗi là chưa từng xúi ai tiêm vaccine. Và nên nuôi tuyệt đối thiên nhiên. Đó, như nãy nói là sáng ăn cháo, chiều ăn cháo, trưa ăn cơm lứt với mè. Với mấy cái loại hạt đã có ghi trong quyển sổ tay, đừng bao giờ thêm cái gì. Và chỉ uống nước đậu đỏ, gạo lứt rang xuyên suốt. Nếu trường hợp mà như con có bài nào tôi nói, nếu mà thiếu nước ối thì đơn giản là buổi sáng uống thêm ly sắn dây, còn không thì uống ly sắn dây buổi tối là đủ rồi. Đến lúc gần sanh mà bác sĩ báo thiếu nước ối, đừng có uống buổi sáng nhiều quá, nó sẽ bị dư nước ối thì sẽ bị sanh non. Cho nên coi con khoảng một tháng cuối cùng á mà bác sĩ cho hay thiếu nước ối thì chúng ta khuấy một lần sắn dây uống buổi sáng nữa thôi, cũng không cần thêm cái gì đâu, mọi chuyện sẽ tốt lành. Chúng con áp dụng được 70% lời dạy dưỡng sinh thai giáo trước đây có sư phụ. Nay khi phát hiện ra thì thai đã 12 tuần, không hề ốm ngán mệt mỏi, không hề thèm ăn. Bây giờ được 22 tuần siêu âm, con trai cảm nhận mẹ và đều rất là ổn định, vui vẻ. Bác sĩ cũng nói thai rất mạnh, nhưng kết quả là thai cán móc suy dinh dưỡng và mẹ thiếu máu ở mức cảnh báo nguy hiểm. Vậy đó, hồi nãy mình nói là ăn thêm buổi sáng thôi. Ăn thêm buổi sáng với tất cả là đủ. Có thể uống thêm cái enzyme. Enzyme này thì tôi chưa trực tiếp đi Malaysia, nhưng mà người quen đã đi rồi. Và họ sẽ đi, họ thấy một cái cánh đồng nguyên liệu để làm cái enzyme mà công ty Nguyên Nguyên đang có để phân phối đó. Thì tới mấy trăm ngàn hecta đạt cái chuẩn organic đàng hoàng, được rất là nhiều cái cơ quan thế giới công nhận nó. Thì họ sử dụng một số loại hạt như là hạt bí, họ trồng gạo, họ trồng lúa mạch, họ trồng một số những loại rau củ, họ lấy tinh chất để làm cái enzyme này. Và lần đầu tiên được giới thiệu và họ cho chuyên gia tới gặp tôi thì tôi thử ngay tại chỗ, cũng làm chuột bạch nữa. Chứ còn enzyme tôi nghiên cứu nhiều, tôi uống nhiều rồi. Có một lần uống cái enzyme gì của Ấn Độ, trời ơi, nguyên một cái đêm cái mỏ nó giống mỏ chuột, dễ sợ luôn. Tôi coi kiến tôi cười riết luôn. Nó nứt, nó tét da luôn, nó làm enzyme mà có hóa chất á. Mà cái loại đó thì nó bán có cái gì á, cái chiết khấu cao lắm. Ở đây có một sư cô đó trúng ở đây nè. Tôi cũng đem chuyện ra nói lâu lắm rồi mà nhịn nhiều lần. Cũng đụng tới enzyme á, là cổ phiến khích tôi mua. Cứ nói hoài mà cứ nhắn tin điện thoại ngày chừng 5-10 cuộc á. Mà cô này á, là cái hồi trước đó thì cổ đã bị ung thư nặng rồi. Xin nhiều lần công quả thì tôi không có cho. Cho tới ngày xuất gia là có mặt thì mình không thể nỡ đuổi người ta trong ngay cái ngày lễ, nó mới cạo tóc xuất gia cho cổ. Và sau khi cạo tóc rồi là ngã cái đùng khiêng về chứ không còn đi được. Tại vì bệnh ung thư nặng đến cái độ mà không còn đi đứng được nữa. Khiêng về chùa Ni, tôi nói không lẽ mới cạo đầu xuất gia để chết người xui lắm. Rồi ra làm bằng mọi cách, xin lỗi là máu đã ra âm hộ liên tục, máu ra họng liên tục, không còn cái cách nào để cứu chữa nữa. Tự cô không còn hoạt động thì tôi bắt một số huynh đệ ở đây chùa Ni biết nè, nuôi, chăm sóc.
cổ nhai không nổi thì nhai cho cổ ăn, đỡ đần tắm rửa nuôi nấng cho tới khi khỏe đi đứng trở lại được là phải 6 tháng sau xem như bệnh hết. Mà một người rất là vui, hết bệnh rồi xin về nhà liền. Tôi nói không lẽ tôi kiếm cái gì tôi cúng thêm mâm đưa cho cô đi cho đâu còn nói câu nào được nữa, thì cho cậu đi về. Đi về mấy tháng sau bắt đầu giới thiệu enzyme. Tôi thì cái gì mà liên quan tới sức khỏe là tôi phải thử. Trời ơi, gửi enzyme qua một cái trung gian của Phật tử. Đêm đó tôi thử một cái mỏ tôi nó nhọn ra, nứt môi hết trơn luôn. Tôi mới nói cổ mật, tôi nói là cô đừng có tiếp tục làm cái chuyện này nữa, tại vì cái sản phẩm không tốt, có hại sức khỏe cho người ta, mà tại sao cô lại khuyên tôi bán, rồi cô bán để kiếm tiền. Mà nói với nhau gần như là cự cãi luôn á. Tôi chặn số điện thoại, rất là nhiều số điện thoại cổ nhắn tin tôi chặn riết. Mới gần đây mua đâu số điện thoại mới nhắn tin, sư phụ cho con nói chuyện tiếp nữa, tôi nói chặn tiếp chứ đâu còn khác nào, không muốn nói chuyện nữa. Như vậy là nói tới enzyme là cái gì? Nó là một cái giống như một cái hoạt chất hóa học, nó tham gia tất cả cái phản ứng hóa học trong từng tế bào chứ không phải trong các cơ quan đâu. Rồi ví dụ nha, ví dụ như mình ăn cơm thì trong phản ứng hóa học này nếu mà đủ enzyme thì nó sẽ phát huy hết 100% dưỡng chất cho cơ thể hấp thu. Nếu thiếu enzyme nó sẽ đào thải đi và chúng ta không hấp thu đủ. Cho nên là đa phần những người bệnh, những người thiếu dinh dưỡng, những người thiếu máu đều là thiếu enzyme ở một cái tầng đoạn nào đó. Cho nên chúng ta uống enzyme để chúng ta cân bằng lại. Một ví dỏm về enzyme giống như là nguồn điện. Thì ví dụ như trong nhà chúng ta mà chỗ này không có điện thì bóng đèn nó sẽ hư, chỗ kia thiếu điện thì máy quạt nó sẽ không quạt. Cho nên trong trường hợp này thì nên uống enzyme hỗ trợ thêm. Đối với chúng tôi thì uống enzyme hỗ trợ thêm là sáng, trong cái tờ giấy mà nói về enzyme thì ở dưới chúng tôi có in sẵn rồi đó. Thì trường hợp bị cảm giác thiếu máu gì đó thì một là ăn thêm buổi sáng cháo với tất cả, và tăng cái lượng nhai lên. Thay vì nhai ít, hôm nay tôi biết chắc là người này nhai không đủ thì phải nhai lên là từ nửa tiếng đồng hồ trở lên, chứ không được nhai ít mới được nuốt một lần dù cơm hoặc là cháo. Thì uống hỗ trợ enzyme thêm thì bảo đảm một tháng sau sẽ đủ chất, không cần phải thêm cái gì nữa. Câu hỏi thứ tư là hai vợ chồng không gần gũi nhau thì cứ có thai và giữ cho tới khi em bé cai sữa thêm nữa. Con muốn chồng con xem giây phút sinh em bé để cùng chia sẻ. Những bác sĩ nói rằng hai quan điểm này không đúng vì vợ chồng trong giai đoạn bầu bể sinh ra sẽ cảm khó coi khi sinh. Còn để chồng vào cùng thì thường người chồng ám ảnh không dám gần vợ sau đó. Muốn nghe lời thầy khuyên. Này là tôi thua rồi đó, không? Không có kinh nghiệm. Thôi theo ông bà mình đi, đừng cho ông này cũng vô ông coi làm chi. Trong ở ngoài ông trời có con rồi, ông vô cũng thấy được rồi. Vua hồi xưa thì hoàng hậu sanh vô cũng đâu được thấy đâu mà. Mình người phàm đừng có vô. Mang thai ngồi thiền rất tuyệt vời. Hôm trước, hồi trước chúng tôi có nói là một tiếng đồng hồ nếu mà tâm của bà mẹ yên thì sẽ là 10 triệu tiếng đứa nhỏ sẽ được yên. Chúng ta cứ nhân lên. Một ngày bà mẹ ăn sạch, uống sạch, tu tập tốt thì bằng 10 triệu ngày chỉnh sửa bên ngoài. Thật ra là cố gắng được nhận cái thiên chức làm mẹ thì mấy bà mẹ nên làm hết mình, hết tình đi nhá. Khi bỏ con vào dạ thì mẹ phải đi tu. Tu hơn mấy ông sư. Mấy ông sư chọc được quyền giận nhưng mà mấy bà mẹ mang thai là không được giận. Giận là 10 triệu ý niệm giận sẽ ghim vào não bộ đứa bé. Thành ra là ra đời nó cứ hơn thua người ta riết, kỳ lắm. Rồi gán tu cho kỹ là không được buồn, không được giận, không được sợ hãi, không được lo âu, không được bi quan, không được chán nản, vân vân. Phải sống vui tươi, hồn nhiên, thoải mái, yêu đời, tự tin thì đứa nhỏ mới có thể tốt được. 7, 3 tháng, sau đó ăn số 6, số 5 được hơn 2 năm, sức khỏe rất tốt, hết mọi bệnh tật. Nhưng có hai vấn đề là không tăng cân. Trước khi ăn là 50kg,
sau ăn 3 tháng số 7 còn 31 kg, sau hơn 2 năm tăng chưa được 3 kg, giờ con chỉ được 3-4 kg thôi ạ. Cái này dễ mà, mỗi ngày uống một phi nước là tăng à. Tuy quý vị thấy vậy là nếu mà muốn tuần sau tôi mấy ký, bây giờ đang cán mốc 62. Nếu như bây giờ tuần sau quý vị đem cân tới đây nè, tôi leo lên cân 66 kg liền, tuần lên 4 kg hoặc lên 5 kg là chuyện bình thường. Đó là tại sao? Tại vì tôi ăn lâu quá rồi, cơ thể tôi sạch rồi, giờ tôi muốn lên cân xuống cân, xả cho nó xẹp hay là lên cân rất là dễ dàng. Công phu mới mấy năm mà đâu có đòi hỏi là mình lên cân theo giống sư phụ được. Phải từ từ. Khi mà cơ thể nó hoàn toàn sạch, đường ruột rất là sạch, và lúc đó muốn tăng cân thì chỉ cần mình ăn nhích lên chút, có nước thôi, ví dụ như ăn cháo nhiều hơn tí, thì chỉ cần nhích hơn tí thôi, mà đừng nghĩ cho nó nặng nề. Nói với cái dân dưỡng sinh ăn xong là phải nghe nó nhẹ, muốn làm gì cũng được, chứ ăn xong mà so bụng đi vòng vòng là kể như thua, không có cái vụ gán đó. Thậm chí là lúc này là đã không ăn sáng rồi, chỉ có ăn trưa chén cơm, chiều uống ly sữa, nhưng mà vẫn không ăn sáng tôi vẫn lên cân được, chứ không phải là xuống cân đâu, tức là cắt bữa ăn sáng rồi nhưng mà vẫn lên cân là lên cân. Thành ra khi cơ thể chúng ta sạch á thì mình lên hay là xuống là mình làm chủ và biết chắc rằng là điểm này tới sáng mai lên nhiều ký nữa. Không mà ngày đêm là 1 ký là nhiều nha, hơn nữa là không nổi đâu. Ngày đêm có thể tăng ký và ngày đêm có thể sụt ký được. Thì đó là cơ thể chúng ta sạch, đừng có đòi hỏi gấp quá. Cứ nhích bữa tăng lên chút cháo, cái bài cháo của mình á, bài cháo dinh dưỡng và ăn với tất cả, tự động nó sẽ tăng cân một thời gian ngắn thôi. Nhưng vẫn mình có tăng nước nhưng mà không bị hạ nhiệt độ, nên nhớ điều này nha, hạ nhiệt độ là coi chừng có chuyện. Người bình thường luôn giữ từ 37 cho tới 37,5, người đang có bệnh phải tới 38, và sau khi hết bệnh rồi trở xuống 37, 37,5 nhiệt độ á. Dưới 37 độ rưỡi là phải canh nước lại, phải cắt nước, phải làm sao để cho nó dương lên trở lại. Đây là cái nhiệt độ mà mình dễ có thể đoán biết lấy mình. Tụi nó chỉ cần đo nhiệt độ thôi, khỏi cần đụng tới cái kiểm nghiệm y khoa gì hết, tôi cũng biết là tôi khỏe hay là tôi không khỏe. Thành ra là có tăng cân nhưng đừng làm cho giảm nhiệt độ, thì bằng cách là ăn cháo với tất cả thì nó dương, nó không có âm thì nó không giảm. Chứ còn ăn nhiều rau lên thì nó sẽ phì nhân lắm á. Ăn rau nhiều á, ăn rau nhiều lên cân rất là nhanh. Nhưng mà thực sự rau là cái gì? Rau là thực phẩm của ai? Rau cỏ là thực phẩm của ai? Có 4 chân, không phải 2 chân. Cho nên ăn nhiều coi chừng cái đầu mình nó ngu ra giống 4 chân, mệt lắm. Giấc ngủ thì bị ngắn lại. Con ngủ lúc 22 giờ và 12 giờ khuya thức một lần, khoảng 2 giờ sáng thức một lần và 3 giờ 20 thức dậy hoàn toàn. Ngồi thiền cũng không có cảm giác mệt mỏi. Con xin hỏi con ngủ như vậy là không khỏe? Khỏi cần phải trả lời nhiều. Tức là một người mà ngủ không xuống giấc là không khỏe rồi. Thức 2-3 chập thì một là đã có ăn đồ ngọt và trái cây. Đây là chuyện tức cười á. Ăn ra thấy khỏe thì cứ ăn trái cây thôi, đâu bệnh hoạn gì, ăn ít không sao hết. Nhưng mà dấu hiệu để báo biết sức khỏe không tốt là giấc ngủ không sâu, dính rau rồi, có nghĩa là bảo đảm người này đã có ăn trái cây hoặc là ăn đồ ngọt. Ăn trái cây, ăn đồ ngọt nó sẽ dẫn tới mất ngủ, ảnh hưởng thần kinh mất ngủ. Ngủ không sâu đã ăn trái cây, cắt không ăn trái cây, không ăn đồ ngọt sẽ ngủ sâu giấc liền. Đừng có ham tăng cân ăn đồ ngọt trái cây là nguy hiểm. Đang mang thai 5-6 tháng mà bị viêm gan siêu vi B, rồi HPV là 1.35 x 10. Hiện con chưa dám uống thuốc Tây mà muốn ăn theo dưỡng sinh. Mong sư phụ chỉ dạy để con biết cách ăn. Cái này là phải đánh 30 gậy để mới nói. Tôi nói người nữ mang thai á mà bị bệnh á thì quá tệ hại rồi. Tại vì bình thường người nam có 1 mạng, người nữ mang thai tới 2 mạng. Mà 2 mạng là với một cái tâm lực của một người mới, nó phải mạnh gấp 5, gấp 10 lần người bình thường. Đây là quy luật.
Nếu mang thai mà không mạnh hơn là mình quá sai lầm rồi. Nên nhớ điều này, mạnh lắm. Tại cái thai nhi với tràn ngập cái sinh lực sống của một cái đời mới. Nếu mà gặp một cái ông nào mà vô mà ngon lành đó là thôi, bà mẹ là thôi, ngày nào cũng thấy mình phơi phới, không có cái chuyện mà yếu. Chuyện yếu là quá sai lầm trong ăn uống. Đó nãy giờ nói rồi ha. Tức là sáng cháo cái bài 37 trang 63 trong quyển sổ tay dưỡng sinh, trưa chuyên cơm lứt muối mè và nhai mỗi muỗng cơm trên 30 phút mới được nuốt một lần. Chiều thì ăn lại bài cháo. Và trong mấy tháng đầu thì nên ăn cháo với muối mè, không được ăn tiết ca. Tiết ca thì khi nào cảm giác mà nó thèm đồ ăn quá hay gì thì ăn tiết ca thôi, chứ tiết ca ăn ngay lúc đầu không có tốt. Và giai đoạn cuối thì nên nhai muối mè nhiều với cơm lứt để cho nó đủ canxi cho đứa nhỏ, nó cái xương nó chắc. Uống nước thuần đậu đỏ, gạo lứt rang thôi, không thêm cái gì đâu. Bệnh SIDA tôi vẫn ký giấy là đứa nhỏ sanh ra không bị nhiễm nếu ăn đúng chế độ của tôi. Viêm gan BC nhầm gì, không có sao hết á. Cho nên là hơi trễ nhưng mà chúng ta vẫn làm được. Thì nếu như người này mà muốn nhanh chóng giải quyết được cái bệnh viêm gan C trong giai đoạn này thì nên ăn thuần cơm lứt muối mè sáng trưa chiều luôn đi. Một tháng cái đã. Sau đó mới ăn cháo buổi sáng buổi chiều. Hôm trước mình có nói cái bài lọc bằng sắn dây rồi hả ta? Có người này yêu cầu nói lại. Lọc sắn dây là tuyệt đối không được ăn cái gì. Thay vì mình nhịn mình uống nước đun sôi để nguội, nhưng bây giờ là uống sắn dây khi đói. Thì có cái cách khuấy trong cái quyển sổ tay bài 5 trang 43 đó, tức là khuấy mỗi lần chén ăn. Và nếu mà chúng ta không có đi làm việc ở bên ngoài, có thời gian rỗi rảnh thì nên ăn và ở cái chỗ kín gió nửa tiếng. Không cần trùm mền cũng được, nhưng mà ở chỗ kín gió nửa tiếng. Rồi trưa đói ăn chén, chiều đói ăn chén, ba chén là nhiều á. Và ăn như vậy thì chúng tôi nhớ trong mấy lần lọc của tôi thì đều tới ngày thứ 7, thứ 8, thứ 9 là bắt đầu nó sổ độc. Như mấy lần đầu nó đi ra cà phê đen được kinh khủng lắm. Tức là máu độc, máu đen nó đi ra á. Ăn sắn dây thì sổ độc rất là êm ái, nhẹ nhàng. Và thời gian tôi có đã thử một tháng, vượt hơn nữa thì chưa biết làm sao. Cho nên quý vị có lọc thì cũng từng tháng trở lại, đừng có lọc hơn. Khi nào tôi lọc hơn tôi cho hay sao, vì chưa có thời gian lọc hơn. Nhưng mà tôi nhớ là tôi cái kỳ tôi lọc sắn dây thì tới ngày thứ 21 tôi đi ra Hà Nội tôi vẫn leo núi được. Có nghĩa là không cảm giác bị yếu do cái đầu. Mà không phải cái đầu tôi muốn tôi khỏe đâu, tôi cũng thả lỏng bình thường để tôi coi tôi ăn sắn dây mà không ăn gì hết nó có bị mất sức gì không á. Thì gần như là suốt một tháng trời không có chuyện gì xảy ra. Nhưng kinh nghiệm đi xa, có nghĩa là bây giờ mình trong một tháng đó mình không ở một chỗ được, không làm chủ được, mỗi khi ăn phải ngồi. Và có những cái lần tôi nhịn một sắn dây tôi phải ngồi tiếp những cái vị khách quan trọng. Thì phải làm sao? Từ bình thủy gót cái chén sắn dây ra ngồi nó dốc, để cho nó nguội. Tại vì sắn dây nó rất là dương, ngồi trong cái phòng lạnh nó sẽ hút âm, hoặc là trước máy lạnh nó sẽ hút âm. Cho đó mình phải để cho sắn dây nó nguội cái đã, nguội hẳn luôn. Xong rồi mình ăn chậm chậm mỗi lần muỗng bỏ vô miệng ngậm, ngậm rồi nuốt. Thì một chén sắn dây tôi ăn cũng phải mất từ 30 phút tới 1 tiếng đồng hồ. Tiếp khách mà vừa nói dốc vừa hớp miếng chơi vậy thôi, chứ giờ kẹt với tới giờ ăn mà đói bụng muốn ăn cũng không được. Mà họ mời họ bày đầy cái bàn ra là mình không thể không ăn. Tôi nói xin lỗi nha, tôi bệnh nặng lắm. Nếu mà tôi không có ăn cái này là mấy bữa nữa là bác sĩ nó mổ tôi ra, thông cảm để cho tôi ăn. Tôi sắp mổ rồi, sắp mổ. Vậy thôi là tôi ngồi tôi ăn. Và họ ăn gì thì họ cứ ăn như mình ngồi ăn sắn dây. Nhưng với điều kiện là ngồi trong phòng lạnh, ngồi trước máy quạt thì không nên ăn bột sắn dây nóng. Để nóng nó dương, mà bột sắn dây nó dương nữa là nó sẽ hút âm, hút ẩm vô là mình sẽ rất là nguy hiểm. Đó, thì nếu mà muốn lọc sắn dây thì nên lọc mà. Hồi trước thì như có một câu hỏi nó liên quan tới gan. Thì trong giai đoạn lọc sắn dây này á, là uống phan tả diệp để sổ độc gan, bị mấy cái bệnh mà chai gan rồi viêm gan B, C, sơ gan cổ trướng gì đó. Thì chúng ta nên uống phan tả diệp trước và nên cho đi cầu trên 5 lần, từ đó thì sau là uống sắn dây. Thì một ngày uống sắn dây không, một ngày có uống phan tả diệp để lọc. Khi nào mà đi phân vàng thì sẽ dừng phan tả diệp, và muốn uống sắn dây thêm thì uống để lọc cơ thể tiếp. Con hỏi cái củ cải ngâm chân
tắm nước nóng, ăn sắn dây, đắp nước gừng mỗi ngày, thoát mồ hôi nhiều lần có bị kiệt sức không? Có trà ba năm lấy trà dây làm trà tương và trà gạo nước đỏ có được không? Thứ nhất là bây giờ xong củ cải thì nó cũng ra mồ hôi, rồi ngâm chân nó cũng ra mồ hôi, rồi tắm nước nóng lạnh nó cũng ra mồ hôi, rồi ăn sắn dây nó cũng ra mồ hôi. Thì nhiều nhiều mồ hôi quá có kiệt sức không? Cái nóng của tất cả những cái này đều là đào thải độc tố. Có những người ăn số 7 ăn khúc rồi cái xong cũng chẳng ra mồ hôi, uống bột sắn chẳng ra mồ hôi. Hiểu không? Cho nên cái việc mà ra mồ hôi trong những trường hợp này là mừng đi. Còn đào thải được là còn tốt. Khi nào mà cơ thể mình nó cân bằng á, tôi cho uống bột sắn cũng đâu ra miếng nào đâu. Rồi xong chân nó cũng không ra luôn. Tắm nước nóng cũng không ra luôn nữa. Nhưng mà tắm nước nóng rồi là trường hợp là tắm buổi tối. Cái tắm thì mình cũng phải biết ấm, nước ấm tắm một lần ngày buổi tối. Tại sao? Buổi tối không được tắm nước lạnh. Cả một ngày của mình á, sinh hoạt cơ thể mình nó sẽ bị nhiễm xung quanh với nhiều thứ, khói bụi đủ thứ chuyện. Thì tắm buổi tối để cho nước nóng để cho lỗ chân lông của mình nó hở ra và lau sạch. Thì đêm đó ngoài cái việc mà cơ thể tiếp tục đào thải và nó sẽ hấp thu, vừa đào thải vừa hấp thu. Cho nên nếu mà buổi tối chúng ta tắm nước lạnh, lỗ chân lông chúng ta co lại, nó sẽ không đào thải độc tố và nó sẽ cũng không hấp thu dưỡng khí từ bên ngoài. Thật ra là buổi tối nên tuyệt đối tắm nước nóng và lau sạch người. Nên mặc những cái áo gì đó cho nó mỏng, chứ đừng mặc đồ dày, trừ trường hợp ở cái vùng lạnh thì phải chịu. Còn buổi sáng là chúng ta tắm nước nóng trước và tắm nước lạnh sau. Đây cũng được gọi là tắm âm dương á. Ví dụ như mình xả nước nóng mình tắm. Tại vì sau một đêm hấp thu thì đương nhiên là cái tốt cái xấu nó cũng vô người của mình. Cần phải tẩy rửa, cần phải đào thải, trong buổi sáng là tắm nước nóng để hở lỗ chân lông ra để nó tiếp tục đào thải. Và nếu như mà không tắm nước lạnh lại thì chuyện gì xảy ra? Lỗ chân lông hở, mình đi ra ngoài đường nó sẽ hút nhiều cái độc tố, nhiều cái tạp chất vào và nó sẽ thoát đi cái nhiệt khí của mình và dễ mệt hơn. Ví dụ buổi sáng bữa nào thử đi, tắm nước nóng xong đi bộ thôi, không cần quý vị làm cái gì đâu, thì quý vị sẽ thấy là mau mệt hơn. Còn nếu tắm nước nóng xong chúng ta tắm nước lạnh trở lại, lạnh cỡ nào cũng được. Tôi qua châu Âu sáng sớm tôi cũng mở lạnh maximum, và như vậy thì nó lại giữ được cái nhiệt cơ thể. Trong khi cái người ở bên đó họ buổi sáng họ không dám tắm nước lạnh, họ ra ngoài đường họ thua tôi. Họ nói ủa sao ông thầy Việt Nam mới qua mà ghê vậy trời, mặc áo mỏng lét không nghe lạnh. Tôi nói ờ nội công nhiều cho đâu biết là bí mật tắm nước lạnh buổi sáng đâu. À, buổi sáng tắm nước lạnh nhiều quá cái nó co lỗ chân lông, nó giữ nhiệt cho mình thì nó giữ được tới 4-5 tiếng ngồi, nó mình mới bắt đầu nhiễm lạnh, là từ từ nó mới nhả ra trở lại là mình bị lạnh giống như người ta. Cho nên là buổi sáng nên tắm nóng trước và tắm lạnh sau, nếu mà nói về tắm nước âm dương. Có cái chai dầu mè để 5 năm rồi có nhỏ mắt được không? Được, với điều kiện là để chai thủy tinh. Nếu mà để 5 năm mà trong chai nhựa là nguy hiểm. Nếu mà ai chứa đồ lâu năm chịu khó bỏ cho chai thủy tinh dùng.